Xin được chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, ngày 26 tháng 2, tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Long, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Long Xuyên tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật chủ đề Thành phố Long Xuyên 25 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí Đặng Thị Hoa Đầy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên đã đến dự. Qua 2 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật chủ đề Thành phố Long Xuyên 25 năm xây dựng và phát triển đã nhận được 301 tác phẩm của 22 tác giả, nghệ sĩ nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh An Giang tham gia. Sau 5 vòng chấm chọn, Ban giám khảo đã trao giải cho 12 tác phẩm xuất sắc, trong đó tác giả Nguyễn Văn Hảo đến từ thị xã Tân Châu xuất sắc đạt giải nhất với tác phẩm Thành phố trẻ. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, đồng thời chọn 38 ảnh triển lãm tại tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của người dân. Sau lễ trao giải, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành khai mạc và tiến hành tham quan thưởng lãm các tác phẩm xuất sắc của cuộc thi. Tham gia buổi lễ, các đại biểu còn được thưởng thức màn trình diễn võ thuật kết hợp cùng âm nhạc hào hùng trên nền ca khúc Con Rồng Việt Nam và tiết mục đồng diễn thể thao tạo hình con số 25 tương ứng 25 năm xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên do câu lạc bộ dưỡng sinh và các em võ sinh đến từ câu lạc bộ võ thuật thành phố Long Xuyên biểu diễn.